Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong mấy ngày gần đây, chắc hẳn chúng ta không lạ gì, một làn sóng sa thải đã lan rộng trên khắp Hoa Kỳ và châu Âu. Trong khi Fed thì liên tục tăng điểm lãi suất, điều này khiến cho tình hình lạm phát ngày càng được đẩy lên với một tốc độ nhanh hơn. Theo Yena Safa đánh giá, việc Fed liên tục tăng cao giá trị của đồng đô la đã đẩy tình trạng lạm phát lan nhanh hơn cho toàn thể thế giới chưa kể đến một cuộc khủng hoảng năng lượng do các lệnh trừng phạt áp đặt lên người Nga từ phương Tây. Nó diễn ra trong một bối cảnh mà cuộc xung đột với Ukraine vẫn chưa biết đến bao giờ sẽ kết thúc. Điều này chỉ làm cho nền kinh tế của toàn cầu ngày một ảm đạm hơn. Rõ ràng là vào lúc này một phương Tây tập thể cũng không thể thoát khỏi guồng xoay này. Rất nhiều các công ty ở Mỹ và Châu đã phải thông báo rằng họ sẽ cắt giảm một số lượng lớn nhân viên hoặc phải tạm dừng tuyển dụng lao động mới trong năm này việc Fed đang xuất khẩu lạm phát đi khắp nơi trên thế giới, cùng với hậu quả của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và một loạt các lệnh trừng phạt áp đặt lên người Nga từ phương Tây, nó đã thật sự để lại những hậu quả tai hại, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Lúc này, ngay cả các tập đoàn công ty lớn cũng đã bắt đầu phải đưa ra những quyết định khó khăn. Họ đã phải đi trên một con đường, thắt lưng bột bụng, do lo ngoại suy thoái về kinh tế, chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. Tại Mỹ, số lượng nhân viên bị sa thải trong các ngành công nghệ đã vượt quá 52.000 người. Ví dụ như Elon Musk, sau khi mua lại Twitter, với giá trị 44 tỷ đô la thì ông ngay lập tức đã bắt đầu sa thải các nhân viên của mình. Theo một báo cáo gần đây thì có 50% nhân viên của Twitter đã bị mất việc tại công ty. Trong khi đó thì Meta, công ty mẹ sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp cũng được cho là đang lên kế hoạch sa thải một lượng lớn các nhân viên của mình. Truyền thông của Mỹ lưu ý rằng việc sa thải nhân viên tại Meta sẽ là một đợt sa thải quy mô lớn nhất trong lịch sử 18 năm của công ty và sẽ ảnh hưởng tới hàng chục nghìn nhân viên. Ngay cả Intel, một trong những nhà sản xuất vi mạch lớn nhất trên thế giới cũng đang có kế hoạch cắt giảm 20% lực lượng lao động vốn có của mình, trong khi Microsoft thì đã sa thải vài nghìn nhân viên chỉ trong có vài tháng gần đây. Ngay cả những tập đoàn được cho là đang làm ăn rất khấm khá như là Amazon và Apple cũng đã quyết định ngừng tuyển dụng nhân viên mới. Dưới ảnh hưởng của mức lạm phát cao nhất trong vòng hơn 30 năm qua thì tình trạng của châu Âu cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Một loạt các công ty lớn đã phải dừng hoạt động do một cuộc khủng hoảng năng lượng đang ngày càng leo thang, điều mà tôi đã làm rất nhiều trong các video trước rõ ràng là việc quá phụ thuộc vào đồng đô la khiến cả thế giới vào lúc này bị bắt buộc sống trong sự leo thang cùng với cả nước mỹ nhưng để thay đổi sự phụ thuộc này cũng đồng nghĩa với việc bạn đang tuyên chiến với cả nước mỹ có rất ít quốc gia dám làm điều này tuy nhiên trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ukraine đang ngày càng leo thang thì nga và trung quốc đã tuyên bố một cuộc chiến tranh vàng với cả những người mỹ đã chính thức được bọn họ mở ra bọn họ cho rằng chỉ có như vậy mới kết thúc được sự bá quyền về tài chính của Mỹ đã diễn ra trong hàng chục năm qua. Nó khiến cho nền kinh tế của thế giới này nằm trong sự sắp đặt của bọn họ. Đồng đô la đã chiếm vị trí của nó trong hệ thống tài chính tiền tệ toàn cầu sau Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, rất có thể cuộc chiến tranh vàng do Moscow và Bắc Kinh mở ra như một phần của cuộc chiến giữa Nga, Trung Quốc và một phương Tây tập thể sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập một trật tự thế giới mới cho chúng ta. Vàng được biểu thị bằng ký hiệu AU từ chữ aurum trong tiếng Latin có nghĩa là bình minh buổi sáng. Nó không bị oxy hóa và không bị hòa tan trong kiềm và axit. Vàng không chỉ đóng vai trò chính trị mà nó còn được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau, từ sản xuất các đồ trang sức cho đến việc sử dụng vàng miếng làm tiền tệ và các hệ thống tài chính, xạ trị và các ngành công nghiệp điện tử. Câu hỏi được đặt ra rằng tại sao Nga và Trung Quốc lại sử dụng vàng trong một cuộc chiến để lật đổ những đồng đô la? Có vẻ như Tổng thống Putin biết rất rõ quốc gia của mình có gì. Bởi vì Nga và Trung Quốc là những quốc gia có trữ lượng khổng lồ về kim loại vàng này. Vào năm 2000, ông thậm chí còn ban hành một nghị định về việc sử dụng vàng làm tài sản dự trữ. Rõ ràng là không chỉ có Nga và Trung Quốc đơn độc trong việc này. Rất nhiều các chính phủ của quốc gia tại thời điểm hiện tại đang liên tục mua vàng vào như một giải pháp an toàn cho quốc gia của mình thay thế cho đồng đô la vàng cho phép các quốc gia chống lại các chính sách cô lập và cấm vận kinh tế cũng như đa dạng hóa các danh mục đầu tư bài học về việc phương tây ra một loạt các lệnh trừng phạt và cấm vận lên những người nga đã khiến cho các quốc gia khác cảnh giác họ không thể không lo lắng cho tương lai của mình và một thời điểm nào đó phương tây bất chợt không vui rồi ra một loạt các lệnh trừng phạt lên quốc gia của bọn họ tự hỏi đồng tiền của bọn họ lúc đó sẽ ra sao vì vậy vàng vẫn là yếu tố then chốt để giúp cho các quốc gia ổn định nền kinh tế của mình trước những biến động ngày càng leo thang của thế giới như chính nhà kinh tế học người Mỹ là Larry Rocher đã nói, thế giới không có lựa chọn nào khác ngoài việc sẽ phải quay trở lại cố định đồng tiền quốc gia của mình bằng các kho dự trữ vàng lớn. Họ cần phải tập trung vào tiền tệ của quốc gia mình như một công cụ có chủ quyền, chứ không phải là một loại hàng hóa được mua và bán theo tâm trạng và lợi ích của các nhà đầu tư lớn, điển hình như những Mỹ. Vào lúc này, rất nhiều các quốc gia trên thế giới đang thích trữ vàng một cách điên cuồng, điển hình nhất là Nga và Trung Quốc. Họ thừa hiểu rằng trong một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì vàng mới là thứ tiền tệ quyết định mọi thứ chứ không phải đồng đô la vàng sẽ trở lại vị trí quan trọng của nó có rất nhiều khả năng cho thấy nếu cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng kéo dài trên thế giới thì sẽ có rất nhiều các cá nhân và quốc gia mua vàng thay thế cho đồng đô la đây rõ ràng là điều nga và trung quốc muốn hoa kỳ sẽ ngày càng mất quyền bá chủ của mình bằng chứng rõ ràng nhất cho chúng ta thấy là các cuộc khủng hoảng trong nước của họ đang ngày càng trầm trọng hơn rõ ràng là với lợi thế của đồng đô la với tư cách là một đồng tiền quốc gia vững chắc nhất trên thế giới, đang dần trở thành một gánh nặng đối với cả Hoa Kỳ. Hiện tại, những đồng đô la còn đang được tôn trọng bởi vì nó vẫn còn có giá trị để giao dịch dầu thô, nhưng rất có thể trong tương lai mọi thứ sẽ chấm hết sau những lệnh trừng phạt áp đặt lên nguồn dầu và khí đốt đến từ những người Nga. Trên tờ Bloomberg đã có một bài viết với tiêu đề Giới hạn giá dầu của Nga sẽ sớm có hiệu lực, nhưng nó có thể dẫn đến một sự leo thang ngày càng nguy hiểm hơn cho phương Tây. Bài báo nêu ra những vấn đề như sau: Giới hạn giá dầu của Nga do Mỹ và các đồng minh của mình đặt ra có thể có hiệu lực trong vài tuần tới, nhưng một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để lệnh trừng phạt này có thể hoạt động. Một câu hỏi khác nữa là liệu đây có phải là một ý tưởng tồi. Giới hạn giá thì có lợi ích kinh tế cho những người mua, nhưng có nhiều thứ đang bị đe dọa ở đây hơn chỉ là lợi ích kinh tế. Đúng là Nga đang bán dầu và hưởng những lợi nhuận lớn, và việc giới hạn giá sẽ làm giảm một phần lợi nhuận trong đó. Như chúng ta đã biết thì khoảng 30% toàn bộ ngân sách của Liên bang Nga là đến từ nguồn thu dầu và khí đốt Do đó việc cắt giảm chúng sẽ làm tổn hại đến những hoạt động của Tổng thống Vladimir Putin cho cuộc chiến ở Ukraine Lệnh áp đặt giá dầu đến từ những người Nga này về mặt lý thuyết thì là đúng Nhưng liệu có bao nhiêu quốc gia tham gia vào dự án này đây? Điều quan trọng nhất là cả thế giới phải đồng lòng với lệnh trừng phạt này thì nó mới có hiệu quả Chứ không phải là một phương Tây tập thể chỉ bao gồm Mỹ và châu Âu nếu đã không thể huy động được một thế giới tập thể thì lệnh trừng phạt áp đặt giá trần dầu thô này với cả những người Nga chỉ gây ra những hệ lụy vô cùng to lớn cho chính Mỹ và đồng mình. Lúc này, Nga chỉ đơn giản là bán dầu cho các nước không tham gia hiệp định, ví dụ điển hình như Trung Quốc và Ấn Độ. Điều này chỉ khiến cho đồng đô la ngày một suy yếu hơn bởi vì những người Nga sẽ không yêu cầu giao dịch bằng tiền tệ này, thay vào đó họ sẽ sử dụng đồng nội tệ của mỗi quốc gia tham gia mua dầu Nga. Hệ lụy duy nhất đối với cả những người Nga là họ sẽ buộc phải hạ giá để có thể bán nhiều nguyên liệu thô hơn cho các quốc gia này. Trong khi Trung Quốc và Ấn Độ thì lại không có khả năng tham gia vào kế hoạch áp giá dầu trần của G7. Lúc này chính Mỹ và các đồng minh của mình đang tạo những lợi ích cho Trung Quốc và Ấn Độ như một đòn bẩy để có thể mua được dầu thô từ phía Nga ngày càng rẻ hơn. Điểm mấu chốt ở đây là bất kỳ sự sụt giảm nào trong doanh thu của chính phủ Nga, chúng chắc chắn sẽ ít hơn rất nhiều so với cả kế hoạch giới hạn giá dầu từ Mỹ và các đồng minh. Đây là chúng ta còn chưa tính đến việc Nga có thể bán nguồn dầu này trên các thị trường thịa đen và thu về những khoản lợi rất lớn nhưng vấn đề chính ở đây là hành động này có nguy cơ làm leo thang thêm tình hình căng thẳng vốn đã phức tạp giữa nga và phương tây khi áp đặt giới hạn với nguồn năng lượng của nga thì điện kremlin chắc chắn rồi họ sẽ không thể ngồi yên và sẽ có sự trả đũa không chỉ là các vấn đề ở ukraine mà còn là những cuộc tấn công trên các thị trường năng lượng nga có thể cắt nguồn cung cấp cho cả châu âu bởi vì châu lục này vẫn còn đang mua khí đốt từ bọn họ hoặc họ cũng có thể liên kết với cả opec và opec cộng để thiết lập lại thị trường dầu mỏ trên thế giới lúc này chỉ dẫn đến một việc đó là đồng đô la sẽ ngày càng suy yếu hơn thật không may là việc áp đặt giá trần dầu nga chỉ cho thấy một dấu hiệu rằng phương tây đã thật sự suy yếu hơn là một tín hiệu cho thấy sức mạnh của bọn họ nếu bọn họ mạnh thật sự thì đã ngừng mua dầu hoàn toàn từ phía nga với việc áp giá trần dầu này chỉ cho thấy rằng phương tây cần nó như thế nào và bọn họ sẵn sàng thực hiện những thủ đoạn kinh tế và ngoại giao chỉ để có thể tiếp tục được mua dầu thô từ phía nga với một cái giá thành khác rẻ hơn chưa kể đến việc điều này cũng khiến cho nhiều quốc gia khác trầm tư suy nghĩ, giả sử G7 thành công trong việc áp đặt giới hạn giá dầu của Nga. Vậy có lý do gì họ không thể mở rộng chiến lược này trong tương lai? Ví dụ như lần sau thì họ có thể chống lại Ả Rập Xê Út hay là Qatar hay bất kỳ một quốc gia nào có ý muốn chống đối lại phương Tây. Nó không hiệu quả thì cũng thôi đi, nhưng nó hiệu quả thật sự đối với cả những người Nga thì nó cũng có thể hiệu quả đối với các nước nhỏ bé hơn, những nước mà không hề có vũ khí hạt nhân. Chắc chắn là hầu hết các quốc gia đều nhận ra điều này và hệ lụy lâu dài của nó chắc chắn sẽ làm suy yếu mối quan hệ thương mại của phương Tây đối với cả các quốc gia khác. Thậm chí ngay cả Qatar, một quốc gia đang đầu tư rất nhiều tiền cho World Cup, đã nhiều lần cảnh báo rằng trong tương lai họ có thể rút khỏi thị trường bán khí đốt cho châu Âu. Chính vì tất cả những điều này, cái được gọi là một phương Tây tập thể cũng đang bị chia rẽ chính trong lòng của nó có rất nhiều các chính trị gia ở châu Âu đã nhận ra một thực tế phụ phàng trong tương lai, quay xe yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với cả những người Nga và yêu cầu ngay lập tức dừng viện trợ vũ khí cho Ukraine để có thể xúc tiến được những biện pháp hòa đàm sớm nhất trong tương lai. Trên tờ Causer của Pháp đã có một bài viết với tiêu đề rất đanh thép rằng chính quyền của Biden đang dẫn chúng ta vào một cuộc xung đột tàn khốc với cả những người Nga. Chọn Nga hoặc những gì còn lại của nó sẽ trở thành một cơn ác mộng cho toàn thể châu Âu. Thượng nghị sĩ của Bỉ là Alan text đã trả lời phỏng vấn rất thẳng thừng rằng hãy nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan. Hoa Kỳ đã cố gắng thay đổi chế độ ở một số quốc gia, ví dụ như Afghanistan, Iraq, Libya. Nói một cách nhẹ nhàng thì kết quả chưa bao giờ thành công. Chính quyền của Biden đang dẫn chúng ta vào một cuộc xung đột tàn khốc với cả những người Nga. Ở Washington, mục tiêu của cuộc đối đầu với cả Moscow vào lúc này là loại bỏ Vladimir Putin để thay thế bằng một chế độ khác. Trên các phương tiện truyền thông ở cả Mỹ và châu họ luôn tổ chức ra những cuộc nói chuyện theo kiểu này. Một số người còn nở những nụ cười đầy hồn nhiên và nói về các kịch bản chiến tranh hạt nhân họ không hề nhận ra điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp này hay tự đặt cho mình một câu hỏi rằng ai sẽ thay thế putin và tại sao hãy xem đi những người mỹ đã thật sự thay đổi thành công chế độ ở iraq hay libya chưa hay mọi thứ vẫn đang như vậy sau tất cả thì những điều này chưa thể cho bọn họ một bài học để bây giờ lại muốn ra một quyết định ngu ngốc là muốn thay đổi chế độ ở một nước nga rộng lớn bằng cái cách mà như họ nói là hoàn toàn không hề mất mát và đau đớn gì điều gì chứng minh rằng hoa kỳ có thể làm thế hay giống như một con thỏ đội mũ trong rạp siếc họ sẽ rút ra một chế độ dân chủ để thay thế cho putin một cách thần kỳ không putin không phải là hitler ông ấy sẽ không chinh phục châu âu và sẽ không đe dọa hòa bình của thế giới ông ta chưa bao giờ vi phạm sự trung lập của phần lan và thụy điển hay các ứng cử viên của nato hiện tại rõ ràng là chúng ta cần phải thừa nhận với chính bản thân của mình là chúng ta thật sự đáng trách lợi ích quốc gia thực sự của Pháp và lợi ích thực sự của châu Âu trong bối cảnh này là gì? Làm thế nào mà người ta có thể giải thích rằng số phận của một số khu vực của Ukraine giáp với cả những người Nga? Điều mà hầu như ai ở châu Âu cũng đều chẳng biết đến cái tên này chỉ cách đây một vài năm trước. Đột nhiên, nó trở thành một vấn đề quan trọng với cả thế giới như vậy. Liệu có đáng để những người dân châu Âu phải trải qua mức sống giảm mạnh vì chúng hay không? Chúng ta phải thừa nhận một điều với chính bản thân mình rằng không phải xung đột ở Ukraine hay sự gây hấn của Vladimir Putin đã khiến cho giá năng lượng tăng điên cuồng sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các lệnh trừng phạt của chính phương tây và phản ứng của nga đối với các lệnh trừng phạt đó xem kìa đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất so với cả đồng đô la các biện pháp trừng phạt và căng thẳng làm tổn thương cho cả châu âu nhưng hầu như không hề gây tổn hại cho những người mỹ chính phương Tây đã học cách tự lừa dối mình, phá hoại lợi ích của chính mình và gây ra thù hận trên toàn thế giới. Putin không hề bị cô lập như các phương tiện truyền thông phương Tây tuyên bố. Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, 40% dân số của thế giới, bỏ phiếu trắng trong Hội đồng Bảo an vì không công nhận việc Nga thôn tính bốn khu vực của Ukraine. Cũng vào tháng 3, trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng về Ukraine, 22 quốc gia của châu Phi cũng đã làm như vậy và không tham gia vào cuộc bỏ phiếu. Tại sao họ phải nghĩ rằng Ukraine cần được cứu còn những người châu Phi thì không Tại sao sự mất mát của những người da trắng ở Ukraine Còn tồi tệ hơn sự mất mát của những người da đen Trong những cuộc xung đột ở Yemen, Ethiopia hay Sahel Chính vì những điều này Cũng vì lợi ích của Pháp và châu Âu Chúng ta phải từ bỏ đường lối cứng rắn của Zelensky, đàm phán với những người Nga về việc phân chia Ukraine và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Đây mới là cách để cứu vãn vấn đề. Ở giai đoạn này, một giải pháp ngoại giao phải được ưu tiên lên hàng đầu để giải quyết các sự bế tắc, leo thang trong một cuộc xung đột ở Ukraine mà Washington đang cố tình dẫn chúng ta vào sự leo thang đó. Chà, đây là lần đầu tiên mà tôi nghe thấy một thượng nghị sĩ ở châu dám nói thẳng và thật như vậy. Nếu ai cũng có được sự mạnh mẽ như vị thượng nghị sĩ này, thì châu Âu đã không có bộ mặt nét nhát như ngày hôm nay. Rõ ràng là cuộc chiến giữa Nga và phương Tây đang diễn ra trên mọi mặt trận. Nó không chỉ bao gồm về mặt quân sự, mà nó còn về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội từ tất cả những dữ liệu mà chúng ta thấy thì có vẻ như một phương Tây tập thể đang dần dần tự tan rã trước những người Nga. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.